Chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn mới, là cái giai đoạn mà đầu tư nó trở thành một cái kỹ năng thiết yếu. Cá nhân tụi anh thì rất là mong đợi vào một cái điểm nổi năm nay. Chúng ta có thể thấy câu chuyện về nâng hạng là một câu chuyện đang được mong đợi nhất. Điểm thứ hai là sự xuất hiện của hệ thống mới ở KRX. 2024 cần tập trung vào những cái nhóm ngành nào? Lĩnh vực thiên về added value. Cái thứ hai là dành cho bán lẻ, và đặc biệt cái dịch vụ nào đó mà dành cho phân khúc cao. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bảo Lan, đến từ team phân tích của Finbiz. Hôm nay ngày đầu tiên năm mới này, thì chúc mừng năm mới anh chị em. Ngày đầu tiên năm mới của chúng ta thì đâu đâu ra ngoài đường cũng thấy câu chuyện về kỷ niệm, câu chuyện về Tết và những cái lời chúc dành cho nhau trong năm mới. Số đầu tiên của năm mới thì đồng hành với mình là anh Tuấn Anh, founder của Finbiz. Xin chào quý vị khán giả, xin chúc mừng năm mới. Xin chúc cho quý vị một cái năm mới hóa rồng và có thể đạt được tất cả điều mà quý vị mong muốn. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới thì ra ngoài chúng ta thấy rất nhiều câu chuyện về kỷ niệm, về lì xì Tết. Thì em thì hỏi anh Tuấn Anh là trong những dịp Tết thì anh Tuấn Anh có một cái thói quen gì trong dịp Tết mà cứ đến dịp Tết thì anh sẽ làm không? Ví dụ như em chẳng hạn, em thì cứ đến ngày chiều ngày 30 Tết hoặc sáng 1 Tết em sẽ đi lượn quanh Hà Nội. Tại vì là lúc đấy là Hà Nội vắng nhất có thể trong năm rồi, và lúc đi thì mình thấy Hà Nội vắng, mình thấy Hà Nội nó khác, cái màu Tết hơn. Thì anh Tuấn Anh có thể chia sẻ với anh chị em đây không? Anh cũng giống như Nam thôi, tức là mình thì đẻ ra ở Hà Nội nên mình rất là tận hưởng cái không khí mà yên tĩnh ở Hà Nội. Mỗi một lần Tết về, thực ra có hai điểm mà mình nhớ nhất về Hà Nội ngày xưa, đấy là một là cái ngày mùng một Tết là ngày gần như là không có ai ra đường, đặc biệt là sáng mùng một. Cái thứ hai là pháo. Ngày xưa thì mỗi lần đến Tết ấy, không biết anh chị em đang nghĩ thế nào, nhưng mà cái thế hệ của tụi anh là cái năm mà chính thức, cái năm mà dừng đốt pháo ấy, là một cái năm mà mình cảm giác mình mất đi một cái phần nào đấy văn hóa trong người mình. Anh cũng giống như bạn Nam, tức là tóm lại là đi lang thang một chút, đi một mình để mà mình tận hưởng cái sự yên tĩnh đó. Em nhớ lại câu chuyện đấy là tự nhiên một anh bạn người Tây sang về ra Hà Nội du lịch, xong rồi không thấy sáng một tự nhiên ông up cái ảnh không ai ra đường, sợ quá hỏi là kiểu có chuyện gì xảy ra ở Hà Nội vậy, đôi cần ăn không, hàng nào đang mở cả. đi gọi cầu cứu. Chúng ta cùng nhìn lại năm 2024, sắp tới là một năm rồng, cùng nhìn lại là những năm rồng trước đi. Năm rồng gần nhất là năm 2012, và gần đấy thì là một cuộc khủng hoảng tại năm 2008. Thì tại thời điểm đó, từ 2008 đến 2012, thì anh Tuấn anh đang ở đâu, đang làm gì? 2008 là một cái năm mà nó làm cho chúng ta có nhắc lại cái cảm giác giống như cái cảm giác của năm 2020, gần giống như cái 2022, tức là một cái đợt suy giảm rất là mạnh. Có thể nói rằng là 2022 của chúng ta vừa trải qua nó với 2008 nó gần giống nhau ở điểm rằng là hai lần trong bốn lần suy giảm mạnh nhất trên thị trường chứng khoán. Nếu mà nhớ lại cái cảm giác đấy thì anh nhớ là anh giao dịch xong anh đi ra đường, và thật sự mình có rất tò mò hiểu tại sao mấy cái người ngoài đường này người ta vẫn ăn uống được. Mình thì nghẹn tận cổ luôn ấy, mình cảm giác mình không ăn được luôn ấy, vì là tiền mình mất nhiều á, mất quá nhiều, và là cảm giác như no way out luôn, không cách nào thoát khỏi luôn. Vì lúc đấy là sau đấy thị trường chứng khoán có một giai đoạn kiểu thắt biên độ, gần như là không, cảm giác như là thị trường nó cứ giảm và mình không biết cách xử lý như thế nào cả. Thị trường không có short trong tài khoản đấy mà không ra được hàng, biên độ còn bị thắt nữa. Thì có lẽ là cái cảm giác đấy là cái cảm giác rất là khó chịu. Thời đó thì anh còn, nếu mà để nhớ lại thì có nhớ một câu năm 2008-2009 anh còn nói rằng là giá như mình có một cái viên thuốc ngủ, mà ngủ 2 năm ấy, thì anh đảm bảo, anh chắc chắn lúc đấy còn nói là anh đảm bảo luôn là sau này giàu to. Biết lúc đấy là phải làm gì, biết mà mình có chịu là lúc đấy đầu tư nhưng mà mình không có tiền nữa. Chắc là giống như quý vị nhà đầu tư thôi, tức là chúng ta có một bài toán là chúng ta vừa đầu tư nhưng mà thực ra lại chúng ta lại không giàu đến mức là kiểu như là tiền tiêu vẫn đang có đời huề. Hồi đó thì anh còn rất là trẻ, thì anh lấy cả tiền những cái từ cuộc sống của mình ra để mình đi đầu tư. Trong cái giai đoạn năm 2012 nó là khởi đầu của một cái uptrend của thị trường mới, nhưng trước đấy thì chúng ta trải qua một cuộc khủng hoảng trong năm 2008. Thì không biết là anh Tuấn Anh trong năm 2008 anh Tuấn Anh đang ở đâu và làm gì, và trong 2012 thì anh có nhớ về những, có những cái kỷ niệm hay có những gì đáng nhớ về thị trường lúc đấy hay không? Cái nỗi sợ của thị trường giảm năm 2008-2009 nó quá lớn, nên là tạo ra
tạo ra một cái không gian mà sau đó thì thị trường có lên, có giật lên, có đi ngang, xong lại giật lên, xong lại đi ngang thời gian rất là lâu. Thời gian như kiểu để băng bó vết thương này nó rất là dài. Dường như thị trường chứng khoán là một thị trường hỏng vứt đi rồi. Thì nếu mà để nhớ lại những cái kỷ niệm năm đấy thì chỉ có một vài các cái case thành công, và chính là cái case của anh Quyết LC, là đâu đó khoảng tầm năm 2011 gì đó. Đó thì còn lại hầu như thị trường không có nhiều những cái pha mà tăng kiểu như là đặc biệt hấp dẫn, mà hầu như là toàn là đánh trên những cái dòng rất là riêng lẻ. Ví dụ nếu mà nhớ được lại trước đó thì chúng ta có những cái dòng hồi đó nổi tiếng luôn ấy, là đánh những cái dòng riêng lẻ trên sàn HNX. Những cái dòng với những cái tên tuổi đấy bây giờ gần như là còn biến mất rồi cơ. Hồi đấy là bắt đầu có những cái tên tuổi nổi lên trên thị trường, bắt đầu có những cái cột trụ được mọc lên, kiểu người đi đầu, leader, leading gì đó. Thì nếu mà chúng ta lấy dữ kiện của quá khứ áp vào năm nay thì em thấy có một sự trùng hợp. Như 2008 thì chúng ta bắt đầu nó thay đổi cái sự chúng ta nhìn nhận về chất lượng tài sản thực sự, nó như có thực sự. Thì 2020 anh nghĩ là cái cuộc khủng hoảng đã thay đổi điều gì? Anh nhớ là trước năm 2020 đó thì cảm giác thị trường chứng khoán vẫn có một cái tập khách hàng nhất định thôi. Trong năm Covid đấy thì mọi người ở nhà online, bắt đầu mọi người tìm kiếm các kênh đầu tư, thì tự nhiên chứng khoán nổi trội, đây là một cái kênh mà khá là tiện lợi. Đấy, thứ nhất là nổi trội là tập khách hàng mới. Thứ hai là cũng là cái năm mà chúng ta cởi mở hơn trong cái việc là các cái công nghệ được phép là mở tài khoản trực tuyến online được cởi mở hơn. Trước đây ở thế hệ của bọn anh thì anh làm dịch vụ chứng khoán rất là lâu, và thực ra anh rất là insist, rất là thúc đẩy cái việc là làm thế nào để mở tài khoản chứng khoán một cách dễ dàng. Em vẫn nhớ là hồi trước cái thị trường chứng khoán, em vào năm 2016-2017 nhiều bên giao dịch cần có cái thẻ ma trận. Đúng rồi, thẻ ma trận. Những thẻ ma trận kiểu cầm cái thẻ đấy thì mới giao dịch được. Năm 2020 chính xác là cho chúng ta tập hẳn một tập khách hàng mới. Tập khách hàng mới này thì nó lại thay đổi cả một tính chất là thế hệ luôn. Cái thế hệ trước hay là thế hệ là gì? Tức là thế hệ trước là thế hệ dư tiền, có tiền, tìm kiếm kênh đầu tư. Thế hệ 2020 hoàn toàn khác. Thế hệ đấy là thế hệ professional worker. Họ là người đã trước đây họ đang đi làm, họ không để ý đến việc này. Cái tính chất hiểu biết của thế hệ nhà đầu tư năm 2020-2022 là tốt hơn rất nhiều. Là thế hệ trẻ hơn này, đang làm việc công sở. Chẳng qua trước đây họ bận quá, họ không có thời gian đâu. Thì đến lúc này họ có thời gian, họ thấy rằng là đầu tư chứng khoán ở nhà, at the same time cùng đi làm và lại được làm thêm đầu tư nữa. Đấy, nó khác biệt như vậy. Trước những cái năm dòng quan trọng như thế thì nó đều có một cuộc hoảng. Thì theo anh thấy là sau năm 2020 vừa rồi thì cái nhịp sống về kinh tế nó có đang tuân theo đúng những cái giai đoạn phục hồi của cuộc khủng hoảng hay không? Hay là cái tính chất nó thay đổi hay là bây giờ nó phục hồi khác? Cái cảm nhận hiện tại của anh thì hiện tại nó cũng như vậy, tức là chúng ta đã xử lý được hết những cái khó khăn trong năm 2022 rồi. Chẳng qua là cái nhịp sóng tiếp theo thì nó chưa xuất hiện thôi. Thì anh nghĩ là năm nay có thể hoàn toàn là một cái năm rất là tiềm năng, một năm rất là bản lề. Cho cái việc rằng là chỉ cần thị trường có một cái điểm, một hoặc là một vài cái điểm trigger, một điểm khởi động ở đấy thôi. Đặc biệt là nếu mà anh chị mà theo dõi Finviz nhiều thì sẽ biết rằng là Finviz rằng rất là quan tâm với chuyện là cái tam giác to của thị trường chứng khoán nó sẽ kết thúc bằng một cái đợt sóng tăng vượt chéo. Các bạn cũng không nên tiêu cực quá, bởi vì cá nhân tôi anh thấy rằng là 1-2 năm gần đây chúng ta bắt đầu có một cái xu hướng hơi tiêu cực về kinh tế. Chúng ta phải nên nhìn nhận một cái góc nhìn khác. Lúc trước đấy kinh tế phát triển thì cái lượng tiền ở trong dân cư nó càng ngày nó càng hệ thống nhân tiền nó càng ngày càng lớn lên, đúng không ạ? Và chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn mới, là cái giai đoạn mà đầu tư nó trở thành một cái kỹ năng thiết yếu. Chúng ta không thể nào tránh khỏi được cái khả năng rèn luyện đầu tư. Khác biệt so với trước đây là gì? Trước đây chúng ta không cần biết đầu tư, chúng ta chỉ cần biết là ok, có tiền thừa gửi tiết kiệm hết. Năm nào mà gửi tiết kiệm mà nó lại thấp hơn lạm phát là chúng ta bắt đầu kêu. Chúng ta cần phải bước vào một cái khu vực là cái chúng ta sẽ phải bị rèn luyện là tài sản sẽ tăng liên tục. Cái giá trị tài sản nó tăng liên tục nếu mà xét trên trục tọa độ là tiền. Và cái cuộc đua này là một cái thử thách, và tôi nghĩ là một cái thử thách rất lớn dành cho các cái thế hệ Gen Z trở ra. Đây là một cái thử thách lớn. Thử thách này không có nghĩa là mình pessimist, mình bi quan về thử thách này,
và mình chỉ biết là nó có thử thách như vậy, biết đâu nó sẽ tạo ra cơ hội cho anh chị em. Anh Tuấn có kỳ vọng gì về năm 2024 được không? Kiểu trong năm 2024 chúng ta sẽ cần nhìn thấy những cái điều gì để giúp cho thị trường quay trở lại cái nhịp tăng chứ? Không nhớ cái cảm giác này ở tại năm 2012 lắm, nhưng mà chắc là trong cái 12 con giáp thì chỉ có mỗi một cái con rồng là cái con mà nó không thật. Và cái thật nhất của nó là con cá chép, tức là tại sao mọi người bảo là cái con chép nó hóa rồng, tức là nó có một cái điểm gì đó mà nó trigger, nó bùng phát lên, nó có điểm bùng nổ giống kiểu phá kén đúng không? Phá kén, tức là đang từ con cá chép nó có cái râu đấy nhưng mà nó lại biến thành một cái con rồng, thì nó có một cái điểm bùng nổ. Thì năm nay cá nhân Tuấn Anh thì rất là mong đợi vào một cái điểm bùng nổ của năm nay. Đây là lý do, tức là đấy là một cái hình ảnh là đầu năm chúng ta ở trong một tư thế chờ đợi. Đấy. Và năm nay sẽ hàm chứa một cái điểm bùng nổ. Điểm bùng nổ thì dự kiến thì có thể đến từ khá nhiều nơi. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy câu chuyện về nâng hạng là một câu chuyện đang được mong đợi nhất. Và phải nên nhớ rằng là lịch sử thế giới về chuyện nâng hạng đấy thì luôn luôn là được trigger trước khi chính thức nâng hạng. Tức là cái chuyện là đồn đoán nâng hạng, cái chuyện là các quỹ đầu cơ nâng hạng nó sẽ có mặt trước. Nên là năm nay thì anh hy vọng rằng là sẽ nhìn thấy cái dòng tiền mà đầu cơ nâng hạng này nó sẽ xuất hiện. Thì điểm thứ hai là chính cái điểm mà nếu mà bạn tinh tế một chút là bạn sẽ nhìn thấy ở cái sự xuất hiện của hệ thống mới ở KRX. Thì nếu mà KRX xuất hiện thì chúng ta sẽ có một số các sản phẩm tài chính mới mà từ lâu lắm thì thị trường không có sản phẩm tài chính mới. Ví dụ như nếu mà so gần đây nhất, ví dụ cover warrant là một cái thứ mà tôi nghĩ rằng là nó không được popular lắm, không phải công cụ thuận tiện cho nhà đầu tư đắt đấy. Thì cái trường hợp mà là giao dịch trong ngày nó là một cái thứ rất là promising, rất là chúng ta rất là xứng đáng để chúng ta chờ đợi. Nó không chỉ là chờ đợi về chuyện là chúng ta có công cụ để chúng ta đánh xuống, không phải như thế, mà là chúng ta đã bắt đầu sẽ hình thành lên một cái nhóm gọi là nhóm sell trader, tức là họ đánh những lô lớn để họ chuẩn bị cho chuyện là cho vay cái hàng đấy. Bởi vì trước đây chúng ta không có cái trường hợp là vay hàng đi bán, nên thành ra chúng ta không, cái thị trường này quá nhỏ. Nhưng mà sau này khi mà được giao dịch trong phiên thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có những cái nhà buôn lớn họ tích hàng để sẵn sàng để cho Nam mượn. Về mặt kinh doanh, về mặt product, về mặt sản phẩm tài chính, financial product, thì KRX sẽ mang lại một cái sức ép mới dành cho các cái công ty chứng khoán chuyên nghiệp. Họ bắt đầu có phải xây dựng kho hàng, họ sẽ bắt đầu phải xây dựng một số các cái chiến lược khác nhau. Và có vẻ như ở đây là một trong những cái gạch đầu dòng mà giải thích được là tại sao các công ty chứng khoán trong thời gian vừa qua ấy, làm để ý là họ tăng vốn rất là nhiều. Thì cái bài toán này là để xem, chúng ta để xem cùng nhau để xem là các công ty chứng khoán sẽ tận dụng được cái cơ hội KRX này để ở một dạng như kiểu hóa rồng như thế nào, hoặc là hóa xịt, tức là cá nhưng mà không hóa được rồng. Nếu mà người nhìn về quá khứ chúng ta có thể thấy là cái cứ sau mỗi cuộc khủng hoảng thì Việt Nam mình như kiểu được lên một bậc mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và tất cả các ngành nghề kinh doanh nói chung, thì cảm giác như chúng ta đang gọi là gì, đang ngang ở cái nóc của bậc một. Chúng ta cần một cái lực đẩy gì đấy để lên được một bậc hai chẳng hạn. Đấy là về thị trường chứng khoán nói riêng. Chứ bây giờ về tất cả cái ngành nghề khác gọi là vĩ mô hơn một tí, thì anh Tuấn Anh sẽ cần thấy cái điều gì ở bên ngoài? Tính tổng thể Việt Nam vẫn đang giữ được cái pace khá là ok, dân số vàng, các cái gọi là tiêu dùng vẫn đang giữ được ở mức bình thường. Một số các lưu luận thì nói rằng là kinh tế đi xuống các thứ này nọ, nhưng mà hãy nhìn vào cái căn bản của nền kinh tế. Nền kinh tế để cuối cùng để phục vụ cái gì? Chúng ta để phục vụ được cái là cái đời sống thông thường, đúng không ạ? Thì chúng ta đang có một cái dân số mà có đời sống thông thường càng ngày càng nâng cao. Trước đây đang tưởng tượng là ví dụ như là mình đi sinh, mình đi Thái, mình cảm giác cái sự khác biệt cực kỳ lớn. Đến bây giờ thì cái sự khác biệt đó nó không còn quá nhiều nữa. Ta hoàn toàn gặp gỡ những thương hiệu trong thông thường chúng ta mua ở Việt Nam được. Vấn đề ở đây không phải vấn đề cầu, mà vấn đề là sau một đợt tracking như vậy thì các cái nhà sản xuất của Việt Nam, sản xuất hàng hóa, các nhà cung ứng dịch vụ của Việt Nam có vươn tầm lên trở thành một cái ở một tầm lớn hơn không? Ví dụ cụ thể là nhỏ, ví dụ sân chơi chứng khoán chẳng hạn như thế. Liệu chúng ta
có học được những cái công ty chứng khoán lớn của thế giới vào Việt Nam, thì tại sao công ty chứng khoán ở Việt Nam lại không vươn mình ra thế giới chẳng hạn như vậy. Bài toán ở đây là cái công ty mà cung cấp sản phẩm dịch vụ đấy có vươn mình lên trở thành một cái bigger than yourself, lớn hơn chính bạn hay không ấy. Vâng. Thì đấy mới là vấn đề. Còn Việt Nam được một điểm ấy, là cầu nó vẫn còn điểm đấy, nhưng mà cung ấy, tức là hàng ấy, hàng của chúng ta thì cái kỳ vọng của anh là chúng ta có thể có được những đơn vị doanh nghiệp niêm yết và thật sự là sang xịn mịn, thật sự là hàng hóa tốt, thật sự là cái họ sản xuất ra được những cái sản phẩm dịch vụ ở một level next level đấy ra cho thị trường. Thay vì chúng ta tập trung vào việc là đất nước chúng ta cần nhìn gì ở một cái đất nước thì chúng ta nhỏ hơn là cái sản phẩm dịch vụ ở đất nước đấy nó phải lên một tầm giá thì mới nói chuyện đất nước được. Cũng rất mong ngày là kiểu sang Sinh, sang Thái được nhìn thấy đồ Việt Nam ở trên kệ chẳng hạn. Đặc biệt là đúng là như tôi nói rồi, đi du lịch không biết mua gì, tại vì là đấy kể vào Phú Quốc định mua nước mắm chẳng hạn, ra thấy ngay sẵn hàng ngay gần đây cũng có bán mà hàng vẫn hết luôn. Trong cái năm 2024 này chúng ta có thể là đang chuẩn bị vào một cái pha, có một pha bùng nổ ở đây. Anh nghĩ là chúng ta đã trải qua năm 2022 thảm khốc này, 2023 đầy biến động, nhưng em có thể coi 2023 là năm tích lũy, 2024 có thể có bùng nổ. Thì bây giờ chúng ta cần tập trung vào những cái nhóm ngành nào và cái dấu hiệu trên thị trường để phát hiện được cái sự bùng nổ đấy là gì? Nên nhớ rằng Việt Nam đang ở một dân số cực kỳ tuyệt vời, đấy là dân số có tri thức hiểu biết tốt hơn. Quay lại quá khứ đi, thế hệ của Tuấn Anh là thế hệ mà có lẽ là thế hệ đầu tiên bắt đầu biết nói tiếng Anh. Những người mà sinh năm khoảng tầm 7X chỉ cần học đại học ngoại ngữ thôi là đã đủ xin được những cái công việc hồi đấy rất là hoành tráng, vài trăm đô. Nhưng mà trước đấy thế hệ 7X là nếu biết nói tiếng Anh là một cái kỹ năng rất là outstanding, vượt trội nên người bên ngoài rồi. Anh cho rằng là cả cái thế hệ từ 8X cho đến 9X về sau này, đây là những giai đoạn bắt đầu trưởng thành của cái thế hệ đấy. Họ dám tiêu dùng để lấy được cái chất lượng cao hơn. Trước đây khác như nào nhá, trước đây là họ chatbot là một cái kỹ năng rất là tốt, nhưng mà thực ra nó không hề tốt cho kinh tế. Bởi vì luân chuyển tiền nó chậm. Còn cái này là họ demand cao, họ kỳ vọng một cái dịch vụ, một cái chất lượng tương đối và họ sẵn sàng trả tiền cho cái chất lượng dịch vụ đấy. Thì cái đó, thế nên là bởi vì cái lập luận đó thì tôi nghĩ rằng là cho không chỉ là năm sau mà cho nhiều năm tiếp theo thì rất là thích thú vào những cái lĩnh vực là thiên về added value, giá trị gia tăng dựa trên dịch vụ. Cái thứ hai là dành cho bán lẻ, và đặc biệt là nếu như mà cái dịch vụ nào đó mà dành cho phân khúc cao, họ có premium service, giả tiền, sẵn sàng giả tiền cao, thì đấy, những cái khu vực đấy là khu vực quan tâm nhất. Nếu mà để apply cụ thể, áp dụng cụ thể, để lý thuyết về áp dụng cụ thể thì nó sẽ là nhóm như kiểu ngân hàng mà một ngân hàng bán lẻ. Ta tưởng tượng trước đây thật sự no way để có thể so sánh một cái bạn như kiểu BIDV cực kỳ to so với một bạn như kiểu VP Bank. Thật sự thế hệ của bọn anh VP Bank đó là con muỗi nếu mà so với BIDV. Nhưng hãy nhìn lại năm ngoái, năm nay VP Bank từ ngày có anh Vinh CEO phát triển vượt trội, thì cho thấy rằng là các cái công ty mà thật sự focus, tập trung vào cái chuyện nâng cao chất lượng dịch vụ nó vượt trội lên. Thì banking service, dịch vụ ngân hàng là một cái vùng hoặc là nói chung là rộng hơn là financial service là một cái khu đạt được tất cả các tiêu chí chúng ta vừa nói. Retail, khách hàng phân khúc cao, khách hàng có tiền thì mới dùng banking service, đúng không? Hai cái yếu tố lớn đó. Và khách hàng đương nhiên họ categorize, chia phân khúc ra, ví dụ như là premium service của ngân hàng thì được phục vụ cao hơn. Đấy, thì họ thu phí cao hơn dành cho nhóm đó. Đấy là một ví dụ. Tương tự như thế thì có những cái ví dụ khác, ví dụ như là ngoài trừ financial service bao gồm ngân hàng và chứng khoán thì chúng ta cũng có những cái trong cả đấy, còn có bảo hiểm nữa trong cái khu financial service. Anh nghĩ là như vậy. Cái thứ hai mà bây giờ nó chưa có trên sàn nhưng mà anh rất là kỳ vọng nó phải có, đáng nghĩ là phải có, là dịch vụ bất động sản. Dịch vụ bất động sản ạ. Chứ không phải là developer bất động sản, mà dịch vụ bất động sản. Ví dụ như là hỗ trợ em cho thuê nhà, ví dụ như là dịch vụ ở nhà, ví dụ như là home service, ví dụ như là em đang không muốn lau chùi nhà cửa, tự nhiên có một đứa lau chùi nhà cửa cho em. Rồi, em thấy hôm trước nấu cơm cho em. Hôm trước em thấy dịch vụ đi gấp quần áo hộ
kiểu sắp xếp quần đúng không? Sắp xếp tủ quần áo. Sắp xếp đúng, sắp xếp tủ quần áo đúng. Đấy, đấy. Cái đấy là một cái chị ở bên Nhật làm cái đấy rất là tốt. Đấy, ví dụ như vậy. Năm sau và các năm sau nữa thì ngoại trừ dịch vụ thì có một điều mà thực ra đấy là second priority từng thứ hai anh quan tâm, đấy là hàng hóa. Chúng ta phải nên nhớ rằng cái demand, cái nhu cầu thị trường vẫn đang như tụi anh trình bày là đang tiếp tục. Ở trước đây thì những cái đợt khủng hoảng ngày xưa thì là nó liên quan đến chiến tranh, trước chiến tranh các thứ đấy nó, thì bây giờ mọi người nhìn thấy cái impact của chiến tranh thì nó rất là ít. Dân cư, đại bộ phận chiến tranh xảy ra ở cái khu vực ít dân cư, cứ để ý kỹ thôi, tức là họ proxy war, họ đấu đánh nhau ở một cái khu vực nào đó ít dân cư, chứ họ không đánh nhau ở khu vực đông dân cư. Trước đây là khác nhau hẳn ở khu vực đông dân cư, bây giờ là ít dân cư. Thì cái hội dân cư đấy thực ra hàng ngày, mặc dù nói chuyện chiến tranh nhưng mà hàng ngày họ vẫn đang có đời sống, có khi ngồi xem livestream chiến tranh luôn. Kiểu không đánh nhau thì khoanh vùng, đánh đây còn chỗ kia không đánh kiểu thế. Thế là đời sống nó vẫn đang xảy ra. Thì cái xoay vòng kinh tế đấy thì nó làm cho, mà cộng thêm cái việc bơm tiền của các chính phủ thì nó làm cho cái commodity hàng hóa nó sẽ có những cái biến động. Thì những đơn vị nào mà tạo ra những hàng hóa nguyên liệu cơ bản thì có lẽ là những đơn vị mà tương lai sẽ ok. Trong cái hàng hóa cơ bản đấy thì đặc biệt anh quan tâm đến những cái hàng hóa như kiểu cao su ấy. Cây nó sinh ra cái mủ cao su, cho nên không thích như kiểu dầu khí. Dầu khí là giống như kiểu là em đào đất, em đào ra mấy cái dầu đấy mà nó không bao giờ quay trở lại được, không tái tạo được. Em sẽ hiểu là đấy những thứ ăn mòn. Nó bị mất đi. Bị mất đi, mất hẳn đi luôn đúng không? Chứ không phải là những thứ mà mình trồng và mình khai thác từ nó. Còn cái cây cao su là có một cái hay là nó trồng cái cao su và nó ra cái mủ cao su. Thì các cái nguyên liệu kiểu dạng như thế thì nó, anh nghĩ rằng là nó sẽ là một cái, nó sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai. Bây giờ cũng gần hết thời lượng chương trình thì đầu năm mới anh cho anh có câu chuyện gì hay có gì muốn gửi gắm tới các anh chị em xem video này không? Năm mới là một cái năm con rồng. Khi mà nói đến biểu hiện con rồng thì chúng ta nhớ đến câu chuyện đầu tiên, đấy là câu chuyện cái chép hóa rồng. Cho nên muốn gửi tặng một cái lời chúc, một cái hy vọng rằng là các anh chị hãy an trú, anh chị sẽ tận hưởng. Mình hãy nghĩ rằng là mình là một con cá chép thông thường thôi. Mình đừng quá là quan tâm đến chuyện rằng là liệu năm nay có hóa rồi không. Mình hãy tận hưởng là con cá chép. Anh rất tin rằng là các anh chị nào mà có khả năng nắm vững được tình hình tài chính cá nhân này, nắm vững được cái đời sống như một con cá chép thông thường ấy, thì lại là những cái anh chị mà chuẩn bị tốt, ready, chuẩn bị tốt năng lực tài chính cá nhân, chuẩn bị tốt cái tinh thần ấy để đón bắt cái cơ hội đầu tư của mình, để biết đâu đó cái vũ môn nó xảy ra với mình thì mình được có một cái cộng thêm một cái lucky, một cái may mắn để có thể có một cơ hội để hóa rồng trong năm nay. Chắc chắn rồi, anh có một niềm tin rằng là các anh chị một ngày nào đó sẽ hóa thành rồng thôi. Nhưng mà cái niềm tin nó phải là ở bên trong mỗi anh chị đang ở đây. Cái niềm tin đó có lẽ còn quan trọng hơn cả cái hình thức là đó là con rồng. Biết đâu anh chị còn có thể hóa được con gì đó to hơn con rồng thì sao, đúng không? Chúc các anh chị là tận hưởng cái giây phút hiện tại bên cạnh người thân và gia đình, và hy vọng anh chị sẽ nắm bắt được cơ hội này trong năm 2024. Cho khi nhắc đến năm 2024, năm rồng, anh cứ nhớ đến kiểu siêu Saiya hóa. Kiểu người thường thành kiểu lên level đó đến kiểu cảm giác kiểu bước vào năm mới thì rất nhiều năng lượng. Năng lượng đây, năng lượng thay đổi, năng lượng kiểu lột xác ở đây. Thì năm 2024 chúc anh chị em đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra. Chúc anh chị em quan trọng là bình an trong mọi thứ và giao dịch bình an. Xin chào tất cả anh chị em.